Tham dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ công lao vĩ đại của người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Người đã ban hành những sắc lệnh đầu tiên về tổng tuyển cử để làm cơ sở pháp lý mang tính nền tảng của một chế độ bầu cử tự do, thực sự dân chủ. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 28 tháng 11 với nhiều nội dung quyết sách quan trọng.